Hello, trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục làm bài tập liên quan đến biểu thức chính quy nhé. Ok, thì ở bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ làm bài 3, đó là các bạn sẽ kiểm tra một cái thẻ HTML xem có hợp lệ hay không. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu xem là cấu trúc của thẻ HTML. Ở đây chúng ta sẽ xem hai ví dụ sau nhé. Đây là ví dụ thứ nhất này. Đây là một thẻ HTML đầy đủ, đúng không? Và đây là một thẻ HTML rỗng. Ok, cái thẻ rỗng này thì nó sẽ có một cái chéo như này và nó không có đóng thẻ nhé và không có nội dung. Rồi, ok, thì ở đây chúng ta sẽ cùng nhau test bằng cách như sau. Trước khi test thì ở đây chúng ta sẽ có một cái file, đó là cái file 03 này, đúng chưa? Với file 03 này chúng ta sẽ có một vài cái. Đầu tiên chúng ta sẽ có một biến subject. Biến subject này chúng ta sẽ lưu một cái đoạn mã HTML mẫu. Cái này chúng ta sẽ đẩy một mã như sau. Giả sử chúng ta dùng thẻ A nhé. Đó, thẻ A chúng ta sẽ như thế này, được chưa? Rồi. Ok, ở đây chúng ta sẽ có href này. Trong này chúng ta sẽ có một cái đường link. Mình để là unicode.vn. Đó, và ở đây chúng ta sẽ có một cái là target. Các bạn sẽ để vào lanh như này, và ở đây chúng ta sẽ có một cái dòng chữ là Unicode Academy. Đó, rồi ok. Chúng ta sẽ có một pattern. Rồi pattern này thì chúng ta sẽ sử dụng hai dấu phân cách là dấu hai dấu ngã. Tại sao? Bởi vì trong trường hợp này các bạn sẽ thấy là chúng ta có gạch chéo này, gạch chéo đây rất là nhiều cái mã HTML mà, đúng không? Đó. Ok, thì ở đây chúng ta viết cái gì lát nữa ta viết sau nhé. Ở đây chúng ta sẽ có một cái biến check. Check này chúng ta sẽ bằng đó là red mark. Rồi, ok, thì ở đây chúng ta sẽ có đó là pattern và chúng ta sẽ có subject. Ok, và đây chúng ta sẽ thực hiện việc là chúng ta sẽ va đăng cái check. Rồi, chúng ta đó như này được chưa? Rồi, ok, bây giờ các bạn quay lại đây, các bạn load lại. Chúng ta sẽ chạy cái file 03 thì trong trường hợp này nó vẫn là một thì chúng ta chưa viết biểu thức gì cả, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành việc là chúng ta viết biểu thức. Để viết biểu thức cho nó chuẩn nhất thì chúng ta sẽ copy cái chuỗi mẫu này, các bạn sẽ sang cái trang này để chúng ta test nhé. Rồi ok, chúng ta sẽ đưa vào đây. Trang này mình giới thiệu cho các bạn rồi. Rồi, thì ở cái phần pattern bên trên này chúng ta sẽ bỏ tất cả các modifier đi, được chưa? Chúng ta thay đổi lại dấu phân cách và cách chúng ta sẽ chọn dấu ngã như này, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau viết biểu thức này. Các bạn lưu ý nhé, chúng ta sẽ test vào trường hợp là thẻ HTML đủ trước, sau đó chúng ta sẽ nâng cấp lên theo trường hợp là thẻ HTML rỗng, đúng không? Rồi, ok, thì ở đây chúng ta, tại vì chúng ta chỉ kiểm tra một thẻ HTML thôi, cho nên ở đây các bạn sẽ vẫn khớp đầu với khớp đuôi như bình thường nhé. Tất nhiên là ban đầu chúng ta sẽ trường hợp khớp đầu trước, khớp đuôi chúng ta xử lý sau. Rồi, ở đây các bạn sẽ thấy như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái dấu ngoặc. Đây, các bạn sẽ thấy nó có một dấu ngoặc như này, đúng không? Đó, nó chính là mở thẻ. Tiếp theo, chúng ta sẽ có là từ A đến Z như này. Đó, được chưa? Và tất nhiên trong trường hợp này chúng ta sẽ là để dấu cộng, có nghĩa là độ dài tối thiểu nó sẽ là một, đúng không? Rồi, tiếp theo ở đây chúng ta sẽ đến với dấu cách. Dấu cách thì chúng ta gồm đây, các bạn dùng phải sửa cái S như này, đó chính là dấu cách của chúng ta, được chưa? Và cái này chúng ta để mặc định nó chỉ có một thôi. Tất nhiên là trong rất nhiều trường hợp chúng ta có thể là nó sẽ có nhiều thì chúng ta sẽ thêm thêm với dấu cộng vào như này, được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ đến tên thuộc tính. Tên thuộc tính này các bạn lưu ý nhé, nếu mà sang bên JS thì là các thuộc tính có thể là nó sẽ có cả gạch ngang nữa. Thì phần từ cái phần tên thuộc tính này thì các bạn sẽ để ở một số dạng như sau. Đầu tiên chúng nó sẽ là chữ thường như này, được chưa? Tiếp theo nó có thể nó có gạch ngang và tối thiểu nó sẽ là một ký tự, được chưa? Đó thì các bạn sẽ thấy đây, nó map được vào cái phần href này rồi là đúng không? Rồi tiếp theo ở đây chúng ta sẽ có một dấu bảng, các bạn thấy nó sẽ có một dấu bảng nhé. Rồi phần dấu bảng này ở đây chúng ta sẽ có hai dấu nháy này, được chưa? Rồi trong trong dấu nháy này các bạn để ý nhé, trong này nó sẽ có rất là nhiều các ký tự và chúng ta sẽ rất khó để nhận biết nó là ký tự dạng nào. Thì ở đây các bạn hoàn toàn có thể sử dụng dấu chấm. Tuy nhiên các bạn sử dụng trong dấu chấm trong trường hợp này thì nó rơi vào tình trạng grid đi với dấu chấm, thì cái này mình chưa hướng dẫn các bạn cho nên là nó sẽ hơi khó với các bạn. Thì ở đây các bạn có thể là đưa một số những cái dạng ký tự ở đây, tất nhiên là nó không triệt để đâu. Ở đây các bạn có thể sử dụng đó là gạch sược vkép như này, được chưa? Sau đó các bạn để trong này là dấu cộng. Rồi ok, thì ở đây các bạn sẽ thấy là nó vẫn đang chưa chưa map được, đúng không? Chỗ này nó bị sai một chút nhá, bởi vì làm sao, bởi cái vkép này là nó sẽ, đây chúng ta cùng xem lại cái lý thuyết của nó nhé. Đây các bạn xem bên này đó, thì ở đây mình sẽ có một số trường hợp viết tắt này. Vkép thường này đó là các cái ký tự chữ thường, chữ hoa, gạch dưới từ 0 đến 9, được chưa? Rồi ok, tuy nhiên là khi mà chúng ta để như này thì đến cái trường hợp này các bạn sẽ thấy là nó hơi đặc biệt một chút, là chỗ này nó có dấu hai chấm, nó có hai chéo nên nó không đáp ứng được, đúng không? Thì cái này các bạn sẽ sử dụng một cái phủ định giúp mình đi. Có nghĩa là các bạn lấy hết tất cả các ký tự, kể cả các cái dấu chấm hay là các ký tự đặc biệt. Các bạn chỉ cần trừ cho mình ký tự nháy đi thôi, được chưa? Thì đây chúng ta sẽ chỉnh lại như sau này. Đây, các bạn sẽ chỉnh ở đây nhé. Các bạn sẽ để cho mình đây dấu ngoặc như này, được chưa? Trong này chúng ta để dấu cộng này, sau đó các bạn chỗ này các bạn phủ định của dấu nháy như này. Đó.
Thì ở kể cả trong này các bạn viết như này thì nó vẫn nhận được nhá. Được chưa? Kể cả bạn viết đô la các thứ vào đây thì nó vẫn nhận hết, được chưa? Đó. Rồi ok. Tuy nhiên là còn nó có một vấn đề, đó là trong này chúng ta có thể là nó sẽ có nhiều thuộc tính. Các bạn lưu ý nhá. Nó sẽ có thể có nhiều thuộc tính. Một thuộc tính thì nó đúng rồi đúng không? Thì bây giờ các bạn tách ra. Tách từ cái phần có nhiều thuộc tính, các bạn đi tách từ chỗ này, các bạn copy cho mình toàn bộ cái phần này. Đó, được chưa? Đó các bạn cắt đi, sau đó các bạn nhóm vào trong một cái ngoặc đơn như này. Đó. Sau đó ở đây thì các bạn sẽ để cho mình đó là cộng. Cộng thì có thể nó không đúng đâu, chúng ta sẽ để dấu sao. Đúng không? Rồi ok, thì tại sao trong trường hợp dấu sao nó đúng? Tại vì có thể là có những cái thẻ thì mà nó sẽ không thuộc tính, được chưa? Rồi đến đây thì các bạn sẽ đóng ngoặc vào. Đó, thì ở phần giữa này chúng ta sẽ có phần content. Cái phần content này thì chúng ta sẽ để ký tự gì cũng được nhá. Chúng ta thử để nó là chấm này. Đó, sau đó các bạn sẽ cộng đây. Tuy nhiên là nếu mà chấm cộng như này các bạn sẽ thấy là nó sẽ tô hết cho chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ thử nhé. Các bạn đóng thẻ A vào như này. Đó, được chưa? Các bạn sẽ đóng đóng cái thẻ A vào như này. Rồi, chỗ này các bạn sẽ đóng đô la vào như này. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ thử, là chúng ta sẽ thử một số những cái thẻ khác nhé. Chỗ này các bạn thử bỏ cái này đi. Đó thì các bạn sẽ thấy nó lỗi ngay, được chưa? Đó, rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ thử bỏ là mình bỏ cái target này đi nhé. Đó. Thì về cơ bản nó vẫn mát rồi đúng không? Được chưa? Đó, bây giờ giả sử mình bỏ hết đi, bỏ hết cái này đi. Đó, thì các bạn vẫn thấy nó bình thường, được chưa? Đó, tất nhiên bình thường mà dấu cách ra thì nó sẽ không được nhé. Hoặc là có một số trường hợp nó sẽ thừa dấu bằng ở đây này, thì nó sẽ cũng sẽ lỗi nhé. Đó, các bạn nhìn thấy đây này. Rồi, ok, thì trường hợp này chúng ta hoàn toàn có thể sửa lại một cách như sau. Thì một cái chỗ dấu bằng này, đây, cái chỗ ngăn cách dấu bằng này chúng ta có thể thêm đó là sửa S, sau đó các bạn sao, đúng không? Đằng sau này thế, sửa S sao. Đó, thì để nó xảy ra, tức là các trường hợp nó sẽ ok hơn. Chỗ này các bạn thêm dấu cách vẫn được nhé, được chưa? Rồi ok, thì đây là cái biểu thức chính quy của trường hợp đầy đủ của chúng ta. Chúng ta thử đổi ra một thẻ TML khác nhé. Giả sử ở đây chúng ta sẽ có một cái thẻ P này. Đúng không? Sau đó ở đây chúng ta sẽ có class. Biểu text. Rồi, ok, ở đây chúng ta ghi là Unicode. Rồi chúng ta đóng thẻ P lại. Rồi ok, thì trong trường hợp này các bạn sẽ thấy là về cơ bản nó đang không mát được đúng không? Chúng ta sẽ cùng nhau xem lại xem là tại sao trường hợp này nó lại không mát được nhé. Đây, chỗ này các bạn sẽ thấy, đây mình đang là để cứng là thẻ A đúng không? Chỗ này các bạn cần phải copy cái biểu thức này. Đó, copy biểu thức này, chúng ta đưa nó đằng sau này. Đó, đây trước trước cái thẻ chèo đọc. Đó, thì các bạn sẽ thấy nó mát vào đây rồi đúng không? Chúng ta có thể thêm ID vào thì vẫn thoải mái, được chưa? Rồi ví dụ ở đây chúng ta sẽ để một cái ID nó content chẳng hạn. Đó, thì các bạn vẫn thấy nó bình thường, được chưa? Chúng ta có thể gạch ngang, ví dụ content 1 kiểu như này thì nó vẫn được, đúng không? Rồi ok, bây giờ các bạn sẽ đưa cái này lên web và chúng ta sẽ bắt đầu chạy. Rồi, mình sẽ chuyển sang cái file này. Rồi, chúng ta đưa vào đây, đúng không? Đó, các bạn đưa vào như này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra nhé. Các bạn quay đây, các bạn load. Đó, đây nó ra số 1, đúng không? Rồi, ok, thì ví dụ chỗ này chúng ta sẽ để chỉ để như này thôi chẳng hạn. Bây giờ chúng ta chạy, nó lên ra số 0 cho chúng ta. Được chưa? Rồi, chỗ này các bạn kiểm tra này. If check, thì các bạn sẽ echo ra. HTML hợp lệ, được chưa? Rồi chúng ta sẽ có trường hợp ngược lại, echo HTML không hợp lệ. Đó, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau load lại. Đó, thì các bạn thấy nó báo hợp lệ đúng không? Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ test đến một trường hợp tiếp theo, đó là các bạn sẽ áp dụng với trường hợp rỗng thì nó sẽ như thế nào. Rỗng thì các bạn lưu ý nhé, mình lấy ví dụ một cái thẻ đi. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ có một thẻ input, đây input như này. Đó, input này, tài đúng không? Các bạn để text này, name, name này các bạn để là username. Đó, các bạn để như này. Ok, thì với thẻ này thì về cơ bản thì nó đang không map được, thì chúng ta cùng nhau sửa lại một xíu nhé. Trong trường hợp này các bạn sẽ xóa bỏ cái này đi giúp mình. Đây, các bạn sẽ xóa bỏ cái này đi. Tạm thời mình sẽ bỏ cái phần khớp đuôi để chúng ta test xem là nó sẽ map như nào đã nhé. Rồi ok, thì bây giờ mình giả sử nhé, mình sẽ xóa cái chúng ta sẽ không có phần nội dung ở đây. Thì trong trường này các bạn có thể tách thành một trường hợp hoặc khác cũng được, được chưa? Rồi đến chỗ này chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn chỗ này các bạn sẽ gom nhóm. Đây, các bạn gom nhóm vào như này. Đó, được chưa? Hoặc là để ở đây các bạn sẽ có một cái tất nhiên là trong trường hợp này các bạn sẽ bớt về cách ra, đúng không? Tại vì chúng ta sẽ phải có một cái cách ở phía sau, phải cho ghét như này đúng không? Rồi ok, thì ở đây các bạn sẽ là gạch chéo này. Đó, các bạn sẽ để như này. Tuy nhiên ở đây các bạn vẫn chưa thấy nó map được đúng không? Rồi, chúng ta sẽ kiểm tra lại một chút nhé. Đây, các bạn sẽ cần chuyển cái đây, các bạn cần chuyển cái này vào trong cái dấu ngoặc này nhé. Đó, các bạn cần chuyển vào bên trong như này. Đó, thì các bạn thấy nó mát rồi đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sửa thử một cái, đó các bạn sẽ back lại. Chúng ta sẽ back lại một cái thẻ A đi. Đó,
HTTP như này đúng không? Rồi ok, cho nên chúng ta để là Unicode này. Đó, đây chúng ta sẽ có cái thẻ A như này. Đó, thì các bạn vẫn thấy nó map bình thường đúng không? Rồi, hoặc là chúng ta sẽ sử dụng đó là với cái thẻ này, các bạn sử dụng để thấy input nhé. Input thì các bạn vẫn thấy nó thì hiển thị là bình thường. Input này. Tài. Chỗ này các bạn để là password này. Đó, viết thừa. Rồi, chúng ta sẽ có palette holder. Password. Đó thì các bạn thấy ra như này đúng không? Tuy là cái chỗ này nhá, sẽ có trường hợp là người ta viết cách liền như này thì nó sẽ không được này. Chỗ này các bạn thêm dấu sao vào đây. Đó thì chúng ta cứ viết cách hay viết không thì nó vẫn đều được đúng không? Đó, rồi, ok, thì đó là cái biểu thức đầy đủ của chúng ta nhé. Chỗ này chúng ta sẽ thiếu đô la này. Đó, các bạn thêm đô la vào như này trong ca. Rồi, ok, chúng ta sẽ cùng copy cái này và chúng ta đưa vào đây. Rồi, chúng ta sẽ đưa vào đây nhé. Đó. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành việc các bạn sẽ thay thành một cái thẻ mới nhé. Rồi, chỗ này các bạn sẽ để một cái subject. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ có một thẻ input này. Thẻ rỗng chúng ta thì có rất nhiều, ví dụ ở đây các bạn để br như này nhé, các bạn thử để br như này xem sao nhé. Rồi ok, bây giờ các bạn sẽ quay về đây các bạn loát lại, đó nó vẫn là hợp lệ đúng không? Đó ví dụ ở đây mình thiếu này, các bạn thiếu cái chéo chẳng hạn đúng không? Đó nên nó không hợp lệ, được chưa? Ok, còn có nhiều trường hợp thì chúng ta cũng không cần cái chéo này, tất nhiên là để theo đúng chuẩn thì chúng ta vẫn có cái chéo vào, được chưa? Rồi ok, chúng ta có thể thử một thẻ số thẻ khác nhé, chúng ta thử lại thẻ input đi, input này. Style đúng không? Text class, ví dụ class mình đặt đây là fill input. Nó chúng ta có thể đây các bạn có thể cái chéo luôn như này được chưa? Rồi ok, bây giờ các bạn load lại là hợp lệ đúng không? Các bạn comment phần subject này. Các bạn quay lên đây. Đó. Rồi ok, các bạn load lại thì kết quả nó vẫn hợp lệ. Có nghĩa là cả hai trường hợp chúng ta đều test được rồi nhé. Rồi ok, thì đó là cái bài tập thứ ba. Ở bài tập sau chúng ta sẽ làm với bài 4 nhé. Bài 4 này đó là chúng ta sẽ kiểm tra một cái nội dung HTML có hình ảnh hợp lệ hay không. Rồi chúng ta sẽ quay trở về bài 4 sau. Hẹn gặp lại các bạn các bài học tiếp theo nhé.